Giờ là mới 2 giờ mấy, ông 3 giờ sáng anh em. Nay đi giao lưu với Phong với ông thầy. Thầy cho anh em với ông thầy. Thầy đang chuẩn bị hành trang, mình đang ở ngoài thị trấn Định Quán nha anh em. Chào anh em với Phong. Anh em nha. Giờ ba thầy trò đi Đắk Nông nha anh em. Để ba thầy trò đi tỉnh Kinh. Giờ đang ở thị trấn nè. Đi tỉnh Kinh. Đây, giờ bắt đầu anh em đón xem video nha. Giờ bắt đầu là đi Đắk Nông, chắc khoảng 4 tiếng mới tới. Giờ tắt video đi, lên tới nơi mình quay tiếp nha. Đi đập thiết điện Đồng Nai 4 nha anh em. Đây, sương mù dày đặc luôn. Đang đứng ở trên đỉnh nè. Quá trời đẹp. Cấp dữ cái thầy. Bây giờ là... Chào mọi người. Bây giờ là khoảng gần 5 giờ nha mọi người. Nên mình review cho anh em xem. Nãy giờ mình cũng định quay review cho anh em xem, nhưng mà có điều là sương mù quá. Này lúc xã đập đẹp lắm ha. Thôi mình đi tới nơi rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Mình đang đứng ở trên đồi đập thủy điện Đồng Nai 4, giáp ranh giữa Lâm Đồng, Đồng Nai nha anh em. Rất là đẹp. Mình còn khoảng 30 mấy cây nữa là mình tới bước vô Đắk Nông nha anh em. Mình đang đứng ở trên sườn núi. Ở đây cù gáy rất là nhiều nha anh em. Quá trời cù luôn. Đây mình review cho anh em xem nha. Đây mình đang đứng trên núi nè. Đây có một bãi đất trống nè. Chỗ mình đang đứng là bãi đất trống. Đây ông thầy mình với Thanh Phong đang đứng bên này. Đây ngọn núi nè. Mình đang đứng trên núi nha anh em. Rất đẹp. Không biết là có đánh không, tí nào đánh mình quay lại cho anh em xem nha. Cảnh thì thôi quá sức đẹp luôn anh em ơi. Đắk Nông anh em. Đồi núi thì thôi khỏi nói chê. Trùng trùng điệp điệp luôn. Quá sức đồi núi. Đang đứng trên đỉnh núi nha anh em.